Thắng trên chấm luân lưu, Man City lần đầu giành siêu cúp châu Âu. Rạng sáng ngày 17 tháng 8, Man City đã vượt qua Sevilla sau loạt sút luân lưu để qua đó có lần đầu giành siêu cúp châu Âu. Trong trận này, đương kim vô địch Champions League dù không có được đội hình mạnh nhất, song với tập thể gồm nhiều cá nhân xuất sắc, đại diện nước Anh vẫn chiếm ưu thế trước đại diện La Liga. Đoàn quân của Pep Guardiola tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Yasan Boun-Aou. Nhưng lần lượt Nathan Ake, Vadion hay Jack Grealish đều không thể tận dụng thành công. Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, Man City đã phải trả giá sau đó. Phút 26, Marcos Acuna thực hiện đường tạt bóng chính xác vào trong vòng cấm để Josep En-Nesyri bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho Sevilla. Bất ngờ nhận bàn thua, đoàn quân của Pep Guardiola dồn toàn lực sang phần sân của đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể thành công khi 45 phút đầu tiên khép lại. Bước sang hiệp 2, thế trận của Man City vẫn duy trì thế trận vượt trội Sevilla. Tuy nhiên, đại diện Tây Ban Nha với thế trận phòng ngự phản công mới là đội tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nếu không có tài năng của thủ thành Ederson, có lẽ đương kim vô địch Champions League đã phải nhận thêm ít nhất một bàn thua. Trong lúc bế tắc, Man City bất ngờ có được bàn gỡ hòa, và đặc biệt đó cũng lại là một tình huống đánh đầu. Đó là vào phút 63, Cole Palmer đánh đầu cận thành đưa bóng vào góc xa khung thành Sevilla sau đường tạt chuẩn xác của Rodri. Những phút sau đó, trận đấu không có bàn thắng nào được ghi thêm. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, buộc hai đội phải bước vào loạt sút 11m. Các chân sút của Man City hoàn thành nhiệm vụ khi thực hiện thành công 5 quả đá. Ngược lại, Goodell bên phía Sevilla thực hiện hỏng quả đá phạt thứ 5. Với chiến thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu, Man City đã giành được siêu cúp châu Âu.